đã quên em, quên những hôm ban đầu. Bao chặng đường gian khó ta đã qua cùng nhau. Sao anh nói chia ly cho lòng? Mình các bác đây là cái mẫu của loa Full Ram Bass 30 neo. Cái này anh em gọi là neo liền khối nhưng mà bên em gọi là neo cục. Bởi vì là nam châm của nó nằm một cục ở trong giữa này này. Đấy. Con này là mã bass là 12QP030. À bass này mới là 3,3 triệu một đôi. Còn bass này là em thu hồi của khách đã lâu rồi nên là em thấy tiếc quá lắp vào cái cấu hình này chơi. Cấu hình này em đang sử dụng là một cụ loa bass neo và một cụ check neo tép đảo ngược âm dương nhá. Đỏ đen đen đỏ. Con này là check neo 750, côn 74.4. Dẹt, dây dẹt. À từ từ em ơi, cái này quấn cái băng dính vào cái nam châm này đã. Đây là cổ bass này. Bass này là côn 76 các bác nhá. Và đây cấu hình này em đang lắp là tối ưu hóa với cái thùng này. Thùng này là JBL KI hay là KM gì đấy. 6210 à 8212 8212. Đang sử dụng cái phân tần em design thiết kế riêng cho cái dòng này. Và cái dòng này thì phải gọi là siêu to mồm, mồm to nhất nhì trong các đời loa 30. Từ trước đến giờ cấu hình này là khủng nhất và khiếp nhất. Với cấu hình này thì hứa hẹn toàn thể các bác là nó sẽ có một cái SPL chương trình rất khủng lên đến là 133 dB. Đấy. Đây là phân tần em design thiết kế riêng nhá. Thiết kế riêng cho cái dòng loa này. Volta Pod và tiếng tép của nó rất hay. Giá chỉ có 6,2 triệu và bao ship cho các bác. Tính tiền như này các bác nhá. Củ check này đã vào 2,350 triệu. Bass này cộng với nếu mà tính theo giá mới thì là vào 3,2 triệu. 2,3 triệu, 3,2 triệu thì vào 5,5 triệu. 5,5 triệu. Thùng này là 1,1 triệu thế là vào 6,6 triệu, 6,7 triệu rồi. Chưa tính là phân tần. Phân tần này thiết kế riêng thì nó cũng chỉ là 8,900 thôi. Gọi là 800. Đấy, 6,7 triệu cộng với 800 thì nó đã vào là 7 triệu mấy rồi. Hơn 7 triệu nhưng mà bên em bán thì có vào, các bác thông cảm nha, bán thì có 6,2 triệu vào bao ship. Với tình trạng là của bác đã cũ và nhiều cái bán vui vui bán giảm giá tí. Riêng cái mức giá này các bác đi mua loa bãi còn trả được chứ đừng có nói là loa mới. Loa mới mà giá như thế này thì đảm bảo các bác là không mua đâu được đâu. Bên em bán giá này cực đẹp luôn. Đó, giá cực đẹp luôn cho các bác. Cái này còn chê nữa thì thôi. À, bây giờ sẽ lắp cái cấu hình này lên cho các bác cùng xem nhé. Đây là cái điểm cắt tần số này. Đó. Theo anh em thì pha nó có nắn được. Đó. Mình chỉ làm được cái trò mèo này thôi. Nên là anh em có khen có chê thì cũng tùy thôi. Cái loa có 6 triệu. Bắt neo, check neo, check 750 neo. Đấy. Rất củ chuối. Đoạn này thì mình nắn trên vàng số là được. Nắn số là cái này cũng số neo này. Số lên đây. Bây giờ em sẽ test cho các bác cùng nghe này. Một chiếc em mở lưới và một chiếc kia này em đậy lưới vào nhá. Giá có 6,2 triệu thôi. Nhưng mà chất lượng âm thanh ra rất hay. Em đang sử dụng là một chiếc
FX6 600W trên 8 ohm. Và cái loa này nó chỉ cần công suất là 400W là chơi được rồi. Đẩy em để có 50% thôi nhá. Bây giờ cho 100% luôn này. Tín hiệu xuất từ điện thoại đi qua dây và vào luôn cục đẩy. Sau đó cục đẩy nó sẽ khuếch đại công suất và dẫn ra loa. Các bác đang nghe đây là công suất từ cục đẩy 600W đánh ra loa như này. Đấy, công suất đầu ra của ta là 600W. Và các bác nghe nhé, cái loa này là lỗ thoát nước đằng sau. Nếu như các bác kê trong phòng đánh không cần xúc, còn đánh ngoài trời này thì nghe có vẻ là vừa phải. Lúc đầu em nghĩ là con này đánh chắc tiếng bát nó mỏng dính. Sau khi lên nhạc nghe thử thì phải nhận xét lại là nó cũng có tiếng bát, nó không được mạnh hẳn thôi, nhưng mà nghe vẫn là lực, rõ ràng, dày và đủ tiếng. Giọt nước mắt rơi đầy chôn sâu vào tim, làn mi cay ghê thay những vết thương chưa lành. Lòng muốn nói người xin hãy về bên em, nhưng chẳng thể nên lời. Tình yêu ngày đó sẽ không quay về, tình yêu ngày đó sẽ trôi. Đây là phía sau loa nhá. Say.
Ok, đấy. Thì bây giờ là các bác nghe thế nào về một cặp loa Fulltrum 30 neo với giá 6,2 triệu. Chưa bao giờ lại có giá hấp dẫn và rẻ như thế này. Bây giờ em sẽ kể lại về cái cấu tạo, sau đó là em sẽ test nhạc lên các bác cùng nghe thử nha. Cái cấu tạo này là sử dụng một bát 12 inch, công suất khởi chạy là 400W, công suất chương trình là 800W, công suất pick là 1600W. Với củ check đang sử dụng là củ neo 750, côn 74.4, và con này có độ nhạy là 100 dB, sensitivity 100 dB, 100 decibel. Và công suất vừa như vừa nãy các bác nghe thì nó phát đâu đó nó chỉ tầm có như là 117 đến 120 decibel, đo khoảng 1 mét thôi. Đấy, em đứng khoảng tầm như vừa nãy đứng đây này, như này là đứng trước loa này, nó đâu đó nó khoảng tầm là 5 mét, khoảng 5 mét. Thì nó nghĩ là đo mình sẽ nhận được là vào pick là ví dụ 220 ở trước loa khoảng 1 mét thì đứng đoạn đó nó khoảng tầm 110-112, vẫn trong cái ngưỡng an toàn của iPhone. Nên là nếu mà ví dụ đánh 120 dB mà đứng trước loa thì vỡ hết tiếng. Đấy, ngưỡng của iPhone nó ra nó chỉ đến thế thôi. Thì bây giờ em sẽ phát một bản nhạc test. Bản này thì không biết có hợp với loa không, bản này thì em thực tế em chưa thử. Đấy, bản này thực tế chưa thử, em chỉ có để 50% thôi nhá. Bây giờ là mình thưởng thức thôi nhá, không phải là phá loa như vừa nãy. Tiếng khá là nực. Như bài này nhá, các bác mà có thêm súp nữa thì nó đánh nó phải gọi là ra chất luôn. Rồi, ok, thì bây giờ em sẽ đến cái bản test huyền thoại. Bản này biết việc diện mạo mới, đậm chất Việt, thử ngay. Đoạn này thì rất là to mồm, các bác cùng bịt tai vào hoặc ui ôi ôi. Đây, em đứng trên cái quần thảm cỏ này mà còn rung cả cảm là thảm cỏ. Quả này mà thêm trầm nữa tuyệt vời. Full 30. Một bát một kèn. SPL đỉnh điểm tầm này là chắc tầm 125 đến 127 dB gì đấy. Ok mày. Đứng trước loa khoảng tầm là em đứng chỗ thảm cỏ này là 5 mét mà nghe có vẻ hơi đanh đanh tai, hơi gắt tai. Riêng cặp này em tự tin cho các bác đi, các bác đánh một chương trình tiệc cưới vừa và nhỏ đủ sức chơi nhá. Nếu mà lấy tiếng lời tiếng tép thì đánh đủ sức chơi, nhưng mà phải xúc kép to. Full đơn 30, 6,2 triệu bao ship. Quay gần không biết vỡ tiếng không. Ok, chương trình phá xóm đây là tạm thời xin phép được kết thúc. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp thì các bạn liên hệ trực tiếp nhé. Giá cặp nào có 6,2 triệu và bao ship. Chưa bao giờ bán rẻ như thế này, nhưng mà đây là đôi đầu tiên và đôi duy nhất em bán với mức giá này. Còn những đôi tiếp theo mà các bác mong muốn là không có đâu nhá. Dành duy nhất một cơ hội vàng cho các bác săn hàng hiệu, thương hiệu thôi, hàng gắn tên thương hiệu thôi. Cấu hình trung bình, nhưng mà nó lại ra một cái chất âm mà
những cái loa mà cùng tầm tiền không có loa nào ăn được. Cùng tầm tiền là không ăn được nhá. Các bác có thể đánh touring biểu diễn ngoài trời nhưng mà mưa là phải chạy nhá. Còn loại này là gỗ không phải là gỗ cao cấp đâu. Thùng có 1.2 triệu, 1.150.000. Cặp củ kèn kia là em bán lẻ là 2.3 triệu. Đấy là hàng trung bình rẻ. Và cặp bát này thì nếu mà mới thì là 3.2 triệu. Còn bây giờ thì nó chỉ có vào loanh quanh khoảng tầm 2 triệu thôi. Đấy. Còn lại là cái các bác cứ thế tính lên thì nó cũng chỉ khoảng tầm này tiền thôi. Bán cho các bác giá giao lưu. Và riêng cái tiền vận chuyển của một đôi này thì nó vào là 600.000 đến 700.000 một đôi này. Đấy. Các bác nhá, nếu mà gửi Viettel gửi bưu điện thì nó sẽ vào tầm 700 đến 800.000 cho một đôi này. Ok, mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp thì các bác liên hệ trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những clip lần sau, có gì hay em sẽ tiếp tục quay và giới thiệu cho các bác. Chưa cái loa nào rẻ như cái loa này, cùng cấu hình này các bác đi mua trên thị trường là đảm bảo nó sẽ không có dưới 7 triệu mới lạ. Các bác nhá, các bác cứ tham khảo thoải mái đi nhá.